Còn đối với phần mềm kế toán thì đối với chúng tôi thì khi mà vì chúng tôi có nhiều cơ sở cho nên là hệ thống cần phải được tích hợp và nó link với nhau, thì Amit kế toán đã giúp chúng tôi cải thiện tốt được cái vấn đề này. Có thể ngồi tại đây mà mình vẫn điều hành được các cơ sở khác, cũng như là biết được dòng tiền của các cơ sở khác như thế nào để mình có thể bổ sung, vì là cái lĩnh vực dưỡng lão thì liên quan tiền mặt khá là nhiều. Đó là một số những ưu điểm nổi bật của phần mềm Misa Amit, đó là cái tính năng của nó rất là đa dạng, tiện sử dụng, giao diện thì thân thiện với người dùng, cho nên là các bộ phận kế toán hay nhân sự của Diên Hồng thì rất là yêu quý cái phần mềm này. Một lần nữa, sự tin tưởng của chúng tôi tiếp tục được đặt vào Misa Amit vì phần mềm quá hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp.